Đây là chú ơi. Hôm nay lên vườn là chú đông đông tròn đang rất may chú đang đang ghẹ đang uốn nhỉ. Đang quấn đây. Ừ, trên này uốn bằng rơm. Hôm qua anh Đây quay ở là dưới Lục Lam anh uốn bằng dây thép. nên em uống bằng bằng bình thường thôi, Ừ. ba nhịp là xong rồi, ba nhịp này là xong là Đây thắng rồi. nhịp này nhịp thứ mấy đấy? Đây là nhịp một, nhịp hai bằng nhịp hai rồi, Dịp 2. nhịp hai rồi, Ừ. nhịp đầu lúc đi nhịp đầu đè xong rồi, Nhịp đầu đi xong rồi. đây là nhịp Mấy hai, nhịp? ba nhịp, 3 nhịp. ba nhịp thôi, Ừ. Thế ba là nhịp. tổng tổng là chú đông năm nay bao nhiêu cốc? Em tính vào nếu mà cứ vào hết thì vào Ừ, tổng tổng thể các loại cả đào con 1.000 cây, 1.000 gốc. 1.000 gốc ấy, Ừ. thế là cả đào con Thế đầu con chưa bán được không? À, có đào chú có cả thất thốn đây đấy. người ta thôi đấy. Ừ, thất thốn gốc đỏ hay gốc trắng? À, dễ đỏ hay trắng? Cái này Dễ trắng à? cái trắng nào. Dễ trắng. Thế là dòng 4 năm rồi. 4 năm rồi. Ừ. Cũng có kinh nghiệm rồi coi như không? Ý, cái này phải cẩn thận được, người đầu gãy đã xong đấy. Gãy gãy á? Gãy chứ. Đè qua nó gãy mà. Không ấy là nó gãy ngay coi như không? Gãy qua đây này. Những cái mầm này coi không? Cắt không? Có chứ, mà mẹ cắt đi chứ. Cắt cái ngày cấu này đi. Không có tiếng này, phải cắt tiếng này. À, Này. đây. Cắt đĩa là hỏng, cắt đĩa là hỏng. Cắt không cắt trên đấy, xong để nó ra. Một rơm này coi. Thế là đây là cái đồ trước mình nhận ở đây hả? Bạch đàn trên có phải của mình không? Có chứ, em hết cả rồi. Ê, thế, Keo keo to bên kia là không phải. ừ, thế này là à, keo là không phải, à keo to kia gì? Keo to luôn, Keo to keo luôn. mới cắt đây là phải. Mấy đâu mới phải. Năm nay đường nó chạy qua đây thì thành đất phố rồi. Ý, cái của em mà đất mà cái đường mà nó đổ là ngon mà. Ừ, bán là khối tiền đấy. Ôi nhau, Của bán em nô ngon đất. chứ, của em gần đây ngon. Ừ. Dưới nhà này, nhà trong này không phải nhà mình. Không, nhà trong này nhà khác rồi. Nhà khác. Trước là nhận ở à, đâu đấy đấy hả? Nhà nó chưa, nhà nó bên kia nó Vợ biết luôn. dạ Vợ biết. em là 50, 52, Ừ. 51, 52. Để cảm anh một giáp. Buộc lần này không được bạn. Vòng này này vòng lần nữa Hôm là thấy thôi. nhà nhà đệ mới nhà 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 kiên kia nó cũng ấy, kiên này có ấn. Hiện tại nó đang uống sao? Nó đang uống sao? Ừ. Này anh quảng cáo cuối năm đấy, năm ngoái bán bao nhiêu một gốc? Nhà mua này kia nè. Ở em ấy À, nhà em cái cho được 2 triệu. 2 3 triệu triệu. bán tại chỗ, 2 triệu. khách ở đâu? Khách Bắc Giang, Bắc Ninh. Ừ. Bắc Giang, Bắc Ninh. Đây, ông dòng view là lắm đấy, bác một view lên là lắm khách lắm. Cái của em. Cái cây này như năm ngoái là chú bán bao nhiêu? Cây này cái đang quấn này. Cái thằng của nhà nếu mà đẹp thành canh nhá. Ừ. Nếu mà đẹp thành canh nó phải gần 2 triệu. Cà phê là phải được 2 triệu. Đấy là không mình nói bán buôn đi. Ở bán buôn đấy. Gần 2 triệu, triệu 7, triệu 8 à. Ở đấy. Ừ, như cây này phải Nhóm này thì đi ngon. Còn 2 lần nó đẹp lắm chứ. à, rất to Mà là chỉ nó ra nó đẹp lắm chứ. Cái này mà. ừ, dáng này là dáng gì? À cái này là huyền bay bay. Thì phải dáng bay. Trực không trực huyện không cho huyện nhỉ, gọi là dáng tự Huyền thì không phải. Huyền thì nó là huyện không phải trực không phải không chứ không phải. nhỉ. Đây là dáng bay. Ừ. Ở đây là nhà vườn gì nhỉ, cái gì nhỉ? Kéo kéo nha. Ừ, nhà cái gì nhỉ? Hưởng. Hả? Nhà hưởng. Cái gì nhỉ? Nhà nào? Hưởng hưởng. Có view ấy không? View gì nhỉ? Kéo kéo không? View keo không? Đây quấn bằng rơm, cái này tự nó mục không nhận chu tròn nữa. Không, lúc nó mục lên cái này nó ở rồi. Là ở rồi. Lúc nó mục lên cái Tháng này mấy nó thì nó sẽ mục? Cái này ở. rơm lếp chứ phải. Đẹp đẹp chứ. Ừ, cái rơm kia buộc ra rồi. Đẹp đẹp đi mua đi. Thế sao chú không lấy cái dây ấy? Đây gì? Cái dây dây buộc bao ấy.
Dưới anh lấy thép nó ấn được bao nó ấn theo cái ấy này. Đông như thế thì em lại không quen. Em thấy con đường mới quen. Con đường nó quen à? Vâng. Thế thì lại mày, thì mấy hôm nó lại vòng lại. Ừ. Lại vòng lại ra đây. Lại ra đây là xuống ra đây là cắt. Ừ. Bao giờ thì cắt? Ba nhịp thì cắt ngọn, ba nhịp cắt đây này. À, ba nhịp cắt ngọn để nó phát ngang. Ừ, để nó ra chứ ngang rồi, không ra nữa. Như cái này là ngắt đây à? Đây à? Ừ, vâng. Hay là chỗ này? Đấy. Ngắt chỗ này, ừ, ngắt thế này à? Ừ, để vào hai mắt rồi. Ừ, thế này đẹp không nhỉ? Ừ. Nhưng cái này phải ngắt rồi hết nhỉ? Mà như nó trôi nên đẹp lắm. Ừ. Nó thành cái như là cái ấy. Nhưng mà đào ở trên này của chú là các chú là nó hoa nó thắm rồi. Không nhỉ? Vâng, như là hoa đẹp à? Hoa đẹp. Hoa đẹp à? Ừ. Chọn biết uốn gì? Vâng, biết uốn mà. Chọn ơi. Xuống uốn một cây để anh view. Nhìn đây. Chọn xuống uốn một xuống uốn để bác cho vào, ừ, cho vào ấy nó lại lưu niệm ấy. Cái phim này mình chết vẫn còn đấy, không nó ở mãi trên mạng. Vẫn là nó vẫn ở trên này mãi. Cứ trên mạng, xong rồi mai chú vào anh phát cho chú xem cho. Nó là kỷ niệm ấy. Đây là trên này dân tộc gì? Nông gì, nông xã áo xanh, nông cháo, nông cơm. Không, đây là nông thổ. Không, chú chỉ hiểu lùng lắm. Nông. Anh ở với các chú dân tộc chú lâu, bộ độ trên chỗ Cao Lộc. Đây là cái này mà chị lại phát ra sang đây này. À, cái này xong kéo này. Đấy. Kéo này ừ. Là xong. Không ra phát nữa. Lại phát nữa. Phát nữa. Tức là lượn như là tại con rắn ấy hả? Ừ, ra đây phát nữa. Nhưng nó cứ bay bay này. Ừ. À thôi. Ừ. Cây kia là chưa uốn phải không? Chưa, bây hôm nay em bắt đầu mới uốn đầu tiên. Ừ. Mới bắt đầu vào uốn. Dính thế đất của chú dính lắm. Ô, đất này dính lắm anh. Này nó quý người ơi nhỉ. À, đúng ngày để nó. Ừ. Nhưng mà món chú là không nói theo lớn, theo thổ là nhỉ. Dạ, em dân thổ chứ. Nhưng mà cái nói không lớn, theo thổ mới. À ừ, em ở chú ở lâu rồi. Ừ. Em ở đây lâu rồi nó. Tức là mình nói tiếng Kinh nó cũng khoe. Bố mẹ em là người thổ chứ. À, ừ. Thổ hay có chữ vớ chứ đằng sau không nhỉ? Không nhỉ? Đúng rồi. Có phải không? Phải phải. Có phải chữ vớ chữ gì nhỉ? Có phải? Vớ. Vớ hả? Ừ. Câu này câu đạm không nhỉ? Câu đêm thôi. Ừ. Cái loại nói thổ là lắm câu nó tưởng láo nhưng mà không phải đâu. Ừ. Nó thành thật. Thật. Uốn cái này thì mỗi nơi một uốn. Ở chỗ anh thì họ ấy dây thép cơ. Dây thép thì nó nhanh hơn mà nó thẳng hơn. Mỗi ừ, mỗi nhánh này cũng để ba nhưng mà dây thép xong nó uốn vòng veo được ngay. Dây thép cái là nó đi. Ừ, đúng rồi. Đi theo cái là xong. Toàn toàn xuống đây uốn cái này để làm kỷ niệm. Ừ, nhanh lên cái này, cái bên này. Ba cái view đao. Ừ, view đao quảng cáo hộ năm nay lại hai bán 2,5 triệu một gốc. Như cây này, cây gì? Không, chú đông của năm nay anh phát là miền Nam, miền Bắc nó biết hết. Biết không? Anh phát nó tận nước ngoài nó biết không? Đây là thôn Keo. Thôn Keo, đúng không? Toàn hướng đây, vì ấy cái này đi. Toàn ơi, ấy cái này anh view lúc nó đi. Cây bên này. Hả? À. Cái này là cứ dỗi thì làm chứ nó không phải ép ngay đâu nhỉ? Ấy, cái này nó thời đến thời hạn nó phải làm ngay chứ. À thì à? Tưởng là lúc nào dỗi thì làm lúc đấy không? Mà quá là hỏng ngay. Quá là nó cứng à? Quá cứng gãy hết. Gãy không? Gãy chứ. À, bây giờ đang dẻo nhỉ? Vậy đang dẻo gãy được cái chứ. Ừ. Lúc ở dưới có chú ấy, chú ấy gọi vừa quay dứa cho chú. Chú trồng mấy nghìn dứa, vạn dứa. Ôi dồi, dứa nhiều quá nhỉ. Ừ. Lúc này chú lấy năm ngoái à? Vâng. Năm ngoái là bắt đầu mới ra. Không có tay nào lâm cũ nhỉ? À có mấy cây nhỉ? Mấy cây trên kia à? Bên kia là cũ à? Cũ à. Ờ, bán không hết đi. Năm ngoái là có bán được cây thất thốn nào?
Nằm ngoài thất thốn không có hoa đã muộn quá. Đã muộn quá. Đã muộn quá. Thất thốn chú phải ấy trước đào này một tháng. Nằm ngoài em mà chờ lắm nhưng mà. Vặt sớm trước có một tháng hoặc tháng rưỡi thì mới kịp. Thất thốn là chú phải vặt. 2 tháng ấy. Ừ, 2 tháng ấy thì mới kịp. Chứ vặt bằng nào này là thờ là muộn ngay. Nằm ngoài vặt là muộn vặt là muộn. Ừ. Xóm này chỗ này là trung tâm Ngùi Lì. Đúng, xóm đông ở dưới đây một đoạn nữa. Mới là trung tâm Ngùi Lì. Trung tâm, này là không phải đâu. Ừ. Đây là gọi lẻ lẻ, thế này lẻ lẻ. Nhà em ở dưới làng thì ở đây đâu. À thì mãi giữa làng. Vâng. Còn có những cây khác chỉ độ triệu hơn triệu nhiêu nhỉ, những cây bé thế thôi, 500 đổ lên. Ừ. Những cây sau là bao nhiêu, cây sau thì mấy trăm, cái những cái này thì 500 600 400 500 400 500 thôi. Đây là hàng bé, hàng bé thì 500 600. Cái này chú ghép muộn nó ra chậm. Ghép sau đừng muộn. Cái này ghép này phải này. Mà cái này em ghép là cũng đồng tiền mà. Đúng nhỉ? Mà cái em ghép cái tháng 11 mà. Thế sao không ghép tháng 11? Cái này em dùng nhiều lượt. Nhiều lượt quá. Cái gì nhỉ? Cái mắt này xong bôi cái keo chống ấy mà. Chống sẹo lên sẹo mà. Đây này. À, đúng rồi, cái này phải bôi. Không cần đâu, nó đen, cái lông này cũng đen, không cần đâu. Không, bôi bây giờ đảm bảo cái gốc của nó. Này đồng rơm các bạn. Để bằng rơm thôi. Ừ, vẫn bằng rơm. Còn cái này muốn làm nhanh không làm được. Nên nó từng tí, tí một. Sợ nó gãy không được. Sợ gãy mà. Mà cái đúng nó đang gãy là chán ngay. Gãy cái thì thôi. Gãy là chán lắm. Ừ. Không gỡ được. Không gỡ được nữa. Không gỡ được luôn. Còn cành này là hết hả? Vâng, cành là cành ngọn. À, cành ngọn thì uốn không? Kể dây thép thì uốn cành ngọn đẹp lắm nhỉ? Vâng. Giờ kéo sang bên không? Vâng, bên em lại cho như này. À, thế nhỉ? Em lại sang. Ừ. Dây thép thì uốn nhanh. Thì xếp thì nhanh lại phải mất công ấy, nó phải buộc bằng cái dây xiết. Cái này cái ngọn đẹp. Ưu điểm là làng, đèo Lạng Sơn là nó hoa nó thắm. Vâng. Có nhiều. Đèo Lạng Sơn thì bọn nó mua nhiều mà, bọn mua nhiều lắm. Bọn Bắc Giang có nhiều là, Bắc Giang toàn lên đi mua nhiều thôi. Toàn Bắc Giang. Đúng, năm nay ông Rong View là các tỉnh Thanh Hóa rồi là ấy các biết nó biết rồi là năm ngoái tận Lâm Đồng ra Lục Nam Bắc Giang mua là tại Đắk Lắk. Đắk à? Đắk Lắk, cái ông Rong View đây các bác Đắk Lắk có biết là đây thử ra mua nào ở trên keo Hữu Lũng toàn đầu gốc đâu ạ. Nhà chú Đông là ít không nhỉ? Nhà em là ít nhất đấy, nhưng mà ít nhất. So với bọn nó. Ừ. Bọn nó thu nhập cái này là chính nhỉ? Vâng. Ừ. Đây vợ là quốc bón phân. Cố đi. Hai vợ chồng á. Cái này hai vợ chồng thì chồng cái này chủ yếu hả? Không, cái này là chồng chơi thôi. À còn thu nhập là cái gì? Cái lúa chứ. Lúa đi ăn đuôi lúa một gốc đảo chứ. Gốc lúa, ruộng lúa được 2 bà tạ. Lúa, trong nhà nhiều thứ. Còn cái gì nữa? Ôi đừng quay đi thôi. Sao? Xấu hổ. Xấu hổ. Vợ chú tròn chú Đông là xấu hổ. Không dám lấy hình à? Ba có hoa đẹp thì triệu. Triệu. Tết tới cuối năm ấy hả? Triệu một cây. Triệu cây thất thốn này là cuối Tết. Nhưng nay phải chỉnh.
Năm nay phải chỉnh phải ấy sớm chú Đông ạ. Vâng, năm nay phải sớm hơn rồi. Thưa, chứ ấy là muộn ngay không nhau. Hai năm mình muộn rồi. Ừ. Năm ngoái là tẩy hôm nào? Đó. Tẩy ở Kiên đang ở ruộng đào, chồng Kiên đang ở ruộng đào. Kiên lúc nào là ruộng đào. Ừ, đó, ăn ngủ dậy đã đào nhỉ. Đó, ăn ngủ mới đào. Mê, mê, độc mê với đào. Nhà đó ăn ngủ với đào. Nó ẩm đất không nhỉ? Nhưng mà đây nếu mà vẫn đào gà bưởi hết. Ừ, gà bưởi hết. Gà bưởi tung thì hết. Thế nhưng mà bưởi là chỉ trong cái ấy thôi. Gà nhiều, gà nhưng nhiều mà gà. Chỉ bưởi ở giờ, giờ quanh ấy thôi chứ không vứt đi đâu rồi. À, nó chỉ trong vườn đi thôi. Ừ. Chú Đơ Đông với chào khán giả xong là đọc số điện thoại cuối năm. Xin chào khán giả nhá. Ừ. Hẹn hẹn cuối năm thế là sửa số điện thoại. Rồi em hẹn cuối năm các bác đến mua của em nhá. Đọc số điện thoại. Số điện thoại của em 06 0962 452 452 722 722. Rồi. Thôn Keo. Thôn Keo. Xã Minh Hòa. Xã Minh Hòa, Hữu Lũng. Hữu Lũng, Lạng Sơn. Các bác ở cây to nhất là chú ở độ 3 triệu. Cây to nhất. Vâng. Em bán được cây to nhất thì 3 triệu. To nhất ở đây thì có cái nào hả? Quá chứ hả? Có được mấy cây dưới đây, mấy cây ra. À, cây dưới này. Mấy cây này phải 5 triệu. À, dưới 5 triệu. Năm ngoài cây bé, to bé, to bằng cây này mấy. Những cây này năm nay nó bao nhiêu? Cây này năm nay phải đủ 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi cái này. Ừ. Các bác xem kênh của ông Rong Vlog, ủng hộ kênh của ông Rong, hai kênh nhé. Ông Rong Vlog là trên đào, còn ông Rong Vlog 2 là quay thập cẩm. Đây là vườn đào nhà Đông Tròn. Thôn Keo, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đúng rồi, chúng ta. Ừ. Các bác theo dõi vườn nhà Đông Tròn này để các bác miền Nam, miền Bắc, miền Trung để ý kênh của ông Rong để theo dõi vườn đào nhà Đông Tròn nhé. Cảm ơn các bác.